Ủa, ông Kha, sao mà sớm quá vậy? Cô Linh à, sáng sớm mới đầy xin lỗi nha. À, không có sao, mời vào trong. Chúng tôi vừa bắt được tin, nói là công bác sĩ Pháp Lan Thị Tử Tống đã qua Mã Lai rồi. Thiệt? Phải đó, chúng tôi biết cô là hoàng hậu cao su, nhất định tình ở bên đó lắm. Cho nên muốn nhờ cô kiếm giúp ông bác sĩ Pháp Lan Thị đó. À, cái chuyện này cũng dễ dàng thôi, để tôi gọi điện thoại về kêu người nhà của tôi kiếm giúp là được rồi. Cảm ơn nhiều. Không có chi. Nhà của tôi không có ai nghe hết. À, không có sao, tôi có thể viết lá thư đi phát xua bên đó là được rồi. Cảm ơn cô. À, đợi anh chút. Nè cô Linh à, có thể nhờ người nhà của cô nói với bác sĩ tính bớt chút đỉnh được hay không? Tại vì à, là tiền thuốc men phải không? Hai vị không cần phải lo, tôi nhất định sẽ nghĩ cách dùng cho hai vị. Chúng tôi cứ quấy rầy cô thì là xin lỗi nha. Xin anh đừng có nói vậy mà. Cô Linh à, cô tốt như vậy nhất định sau này sống lâu trăm tuổi, trăm con ngàn cái. Bây giờ tôi xuống dưới đó phát lá thư nha. Hai vị cứ ngồi đi chờ một chút, tôi sẽ trở lên mau lắm. Cảm ơn cô. Được rồi, xin mời tự nhiên. Ê, đứng dậy đi. Ê, làm gì vậy? Quay. Anh làm gì đây? Mình sắp thành công rồi mà còn nhăn mặt gì nữa? Tôi cứ thấy là không có được tốt. Cái gì không tốt chứ? Tôi nói là không tốt rồi đúng hơn. Dù sao người ta cũng là hoàng hậu cao su đó mà. Gạt 50 ngàn bạc đâu có đáng gì chứ. Làm ơn phát xin tôi đi. Cảm ơn nha. Không có chi. Bác sĩ Pháp Lan Thị Lữ Tống. Bác sĩ Pháp Lan Thị Lữ Tống. Bác sĩ Pháp Lan Thị Lữ Tống. Đây. Dạ thưa ông, ông có phải là bác sĩ Pháp Lan Thị Lữ Tống hay không? Chính là tôi. Thì ra là cô hả? Là ông mà. Thật là hay quá, tôi không ngờ là ông đó. Tôi có một người bạn, thiệt là mong ông chữa bệnh giùm cho ảnh. Được chứ. Nè, để tôi nghỉ phép xong gọi anh qua Mỹ kiếm tôi nha. Nhưng mà bác sĩ à, người bạn của tôi thật là tội nghiệp lắm, cần ông phải giúp đỡ cho. Ông cũng đã gặp mặt qua rồi, cái người mà ngồi trên xe tối hôm qua cờ bạc chung với mình đó, ông nhớ không? Cái người ngồi trên xe đẩy đó hả? Anh tên là Kha Kha. Kha Bình Thản. Kha Bình Thản. Sao ông biết? Anh nói là bị gì không thể bỏ bê cho nên khiến hai chân anh bị tê liệt. Còn có mấy chàng đó phải không? Phải. Sao mà ông biết tất cả chuyện này vậy? Anh có viết thơ cho tôi, hỏi về nhiều vấn đề tâm lý đó. Vậy thiệt là hay quá, anh đang ở trên lầu đó. Hay là ông lên trển qua thử ít nha. Xin hỏi cô hai quý danh. Xin lỗi nha, tên của tôi là Nguyễn Hy Linh. Cô Linh à, chuyện như vậy, bây giờ thì tôi đang nghỉ phép. Nếu mà tôi giúp ảnh thì các người bệnh khác sẽ ào ào tới tìm tôi. Như vậy sẽ phá hoại nguyên tắc tôi nghỉ phép không có coi bệnh. Thành thật xin lỗi. Bác sĩ à, tôi xin ông nha, ông có thể nào phá lệ một lần hay không? Làm ơn đi, còn tiền thuốc men không có thành vấn đề. Chuyện tiền bạc thì tôi còn không có trọng đâu. Điều quan trọng nhất là tôi thấy thích thú. Cô đã đưa tiền ảnh chưa? Nhưng mà tiền mà tôi đưa ảnh là tiền chữa bệnh cho bà nội của ảnh thôi. Ở đây, cô nghe đây. Ảnh đó thì bị đàn bà bỏ bê, lại bị đàn bà gạt hết tiền. Nếu đàn bà lại bố thí cho ảnh thì sẽ đụng chạm tới tự ái của ảnh. Khi mà tôi chữa bệnh cho ảnh sẽ khó khăn lắm. Tôi hiểu rồi. Bác sĩ, vậy là ông đã chịu trị bệnh cho ảnh rồi đó hả? Tôi thấy cô giúp bạn bè nhiệt tình nên phá lệ một lần. Nhưng mà vậy, cô hãy nhớ, đừng có bao giờ đưa tiền thuốc men cho ảnh, phải đích thân giao cho tôi. Không thành vấn đề đâu. Vậy bây giờ chúng ta lên quán nha. Ủa lắm. Ê, ngồi xuống đi. Đây. Ông Kha, đón coi tôi đã đưa ai tới. Đâu có biết đâu. Ai vậy? Người này là người hai vị mong gặp nhất. Xin mời bác sĩ Pháp Lan Thị Lữ Tống. Ông Kha Bình Thản phải không? Rốt cuộc chúng ta đã gặp mặt. Này, quá thật anh không ngờ là tôi ở đây. Nhất định là như vậy rồi. Ông Thản. Anh Thản, anh đừng có lo, tôi tới đây giúp anh mà. Hả? Anh viết thơ cho tôi là hai chân của anh bị tê liệt, có phải vậy không? Phải. Vậy tôi muốn làm một thực nghiệm với anh. Thực nghiệm hả?
Không đau. Không có cảm giác? Không có. Mình làm thử nghiệm thứ hai ha. Thứ hai. Tháo giày vớ của anh đi. Tháo đi. Thấy ngứa không? Ừ? Có cảm giác gì không? Không. Không có. Không có cảm giác. Ừ. Vậy thì phải làm một thử nghiệm mạnh hơn. Hả? Mạnh hơn à? Tháo dây này cho tôi. Bác sĩ ạ, vậy anh có thể chưa lành lại hay không vậy? Ờ, phải thử coi mới biết. Cô đừng có lo. Anh Thẳng, lần này mình phải dùng thử nghiệm mạnh một chút. À, à hả. Có đau không? Không có thấy đau. Thiệt không đau? Ờ. Vậy thì phải mạnh tay hơn đó. Vậy được, được, được. Chú à, có sao không vậy? À, này cô Linh à, tôi thấy thích thú về chứng bệnh này, tôi quyết định nhận chữa bệnh cho anh. Thiệt hả? Anh Thẳng, anh đã nghe chưa? Bác sĩ chữa cho anh rồi đó. Ờ, vậy đi. Tôi có một cái villa ở gần đây. Tôi định đưa anh Thẳng qua phía bên đó. Bắt đầu ngày mai tôi sẽ tiến hành hàng loạt những quá trình trị liệu. Tôi cũng phải vô ở đó. Tôi đã quen chăm sóc cho nó rồi. Nếu mà để người khác chăm sóc không có quen đâu. Được. Tùy ông thôi.